nước ngập đường vành đai 3 cho nên là tất cả các xe cộ bị tắc nghẽn vào chỗ. Bây giờ vẫn chưa hết ngập. Chỗ này thì nhúc nhích được một tí thôi. Bỏ hết giày dép rồi. Đường vành đai 3 Hà Nội sáng nay, sáng thứ hai đầu tuần tắc khủng khiếp. Mặc dù là đường trên cao thì cũng tắc ở đâu cũng đã đầy rồi, nhưng bên dưới này không có người đi luôn. Không ai đi được, chỉ riêng một chỗ. Trên vỉa hè cũng đi. Nước vẫn đi. Nó cũng có gặp một tí thôi. Nước bên này các bạn này, nước băng lăng luôn.
số 2 để đi vì nó ngập quá sâu rồi. Tất cả mọi người đang rất là nước sâu lắm các bạn, chỗ này thì nước rất sâu, chúng ta không thể làm liều được. Ngoài nước cực sâu luôn, đi sát trong này thôi. Vẫn phải đi đều ra ngoài để tránh cái xe buýt này bị hỏng ở trên máy rồi. Đấy. Ồ. Xe chết máy ở đây thì cổ rồi. Ôi, cái xe bán tải này đứng ra để chúng tôi đi cái. Hy vọng là lên trên này không còn bị ngập nữa. Không hiểu sao con đường này rất ít khi bị ngập nhé. Mấy ngày bão không bị ngập mà không hiểu sao hôm nay lại ngập. Có lẽ là đèn đèn tô để cho nó hết nước. Có lẽ là cái các cái con sông nó đang đầy ngập hết nước rồi, cho nên là nó bị úng. Khi mưa xuống thì nó không thể đổ được. Đây bây giờ vẫn cần đổ ra này. Vẫn còn rất nhiều nước. Xe dự án thoát nước Hà Nội đang bơm nước nhưng mà không giải quyết vấn đề gì. Đường đoạn này thì hết ngập thì nó sẽ vắng vì mọi người đang chần chừ ở chỗ bị ngập thôi. Đây là trước mặt là đường Khuất Chí Tiến và ngã tư Khuất Chí Tiến và Nguyễn Trãi. Đây là đang trên đường Nguyễn Xiển. Đấy, xe đi ngược chiều thoải mái mà không ai kêu ca gì bởi vì thời điểm này rất ít xe trên đường, nhiều xe đi ngược chiều. Nói chung là cái đường này mà tắc mà ngập thì phải nói là tất cả các con phố ở Hà Nội này đều ngập, bởi vì đường này rất cao ấy. Đường này hôm bão bão Yoga bão số 3 không hề ngập tí nào. Để xem trước mặt nó là cái gì. Ok, đoạn này thì không còn là bị tắc và không còn bị ngập nữa, tôi tạm dừng ở đây. Đến đoạn sau nếu có ngập tôi tiếp tục quay để thông tin đến các bạn.